Will the Sangha, we will virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tăng thính vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh thịnh chuyển diệu pháp luân giao đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạt là tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo sananto suche doye alahodi samyo sampotose. Namo takdakta toya daya alahade tamyo tambo dato. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the Discom One's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wen de shou chi yan jie ru lai zhen shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Rinpoche, Venerable Sanghans, and all good known advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Liên Hoa, khi thầy cô và quý vị thiện trí thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Sư Phụ Sang Rần, người quay Bị Châu, người Châu này, người quay Sa Mỹ, người quay Sa Mini, người quay Sang Chư Sư, Amitabha. Today is the 6th of March, 2016. We are in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bàn luận về cái tâm kinh này. You should be, we are currently on slide 186, đang ở tâm 186. Can you see the screen? Should we lower the blind so that it's more legible? Quý vị thấy có rõ không? Hay là muốn tối hơn một tí nữa? Đóng cái sổ tôi. Is that okay? Yeah. Okay, very good. Okay, there are some new people here, including someone on with four legs. Ngày hôm nay có mấy người mới, nhưng mà có một cái người bốn chân luôn, có một cái chúng sanh bốn chân luôn. Okay? So we welcome you and hoan nghênh quý vị đến tham dự our four-legged thing is getting restless. Cái người bốn chân đó, cái chúng sanh bốn chân nó hơi khó chịu. All right, so allow me to speak a little bit to spend a few minutes to explain to you why we lecture sutras. Cho thầy bỏ một vài phút giảng cho quý vị biết tại hiểu tại sao mình nói kinh. Why you need to listen to sutras? Why it's a good thing to listen to sutra lectures? Tại sao cái thầy quý thầy mấy thầy thế mấy cô cảm ơn con. Mấy thầy mấy cô phải bỏ thời giờ giảng kinh và quý vị nên bỏ thời giờ đi nghe kinh. It's very important actually to listen to sutra lectures. Thực ra nghe giảng kinh rất là tốt cho quý vị. What's Buddhism for? Phật Pháp đã làm cái gì?
We teach you Mahayana in order to help you become enlightened. Chúng tôi dạy quý vị cái đại thừa, cái pháp đại thừa này để giúp quý vị đắc giác ngộ. Including young people as well as four-legged being, từ nhỏ tới lớn, hai chân là bốn chân đều là cùng mục đích là giúp quý vị giác ngộ. Okay. So the mere fact you're listening to sutras is the process, as my friend here correctly corrected me. Last week I said what we try to do is brainwash you. It's exaggerating a little bit just to turn you off. And that's why a few people didn't come back. Tuần trước thầy nói là mình giảng kinh để mà nhồi sọ cái vị. Có lẽ vì vậy mà người ta có một số người không có tới nữa. Thường thường tới một lần là hết phước rồi. Typically, actually, come once and the blessings run out. But anyway, it's not to brainwash you. I was exaggerating a little bit. Actually, it's to plant the seeds for you to open your Buddha wisdom. Thì ra nó giảng kinh để trồng quý vị, giúp trồng cái chủng tử thành Phật, mở trí huệ của Phật cho quý vị. So it's like everything else in life. You need to have a seed before you can get a fruit or flowers. Tất cả trên thế gian, như tất cả mọi việc thế gian này, quý vị phải có cái chủng tử, phải trồng mới được quả. That's the way it is. Muốn ăn gạo thì phải trồng trọt. Just like when you want to eat rice, then you have to plant the rice seeds. What do you call rice seeds, by the way? Rice. I should have thought of that. Okay, so what we do here, the reason we explain sutras to you is in order to help you plant the seeds of Buddha's wisdom. And như tôi cái giảng tin để mà trồng cái những cái chủng tử mà mở cái trí huệ của Phật cho quý vị. That's why since thousands of years ago, all the monks and nuns they train to speak Dharma to you. Thành từ khi mà có Phật giáo bây giờ mấy ngàn năm rồi, các thầy các cô đều bỏ thì ra được huấn luyện tập để mà nói pháp cho quý vị nghe. Okay. And so that's very important. This is a kind of things. That's why I've been explaining sutras for the last 10 years. Bởi vì thầy bỏ 10 năm trời hoằng pháp này, 10 năm trời rồi để mình giảng kinh cho quý vị nghe. Okay. There are things, the kinds of seeds, these are superior kinds of seeds that can be given to you, that only can be given to you during sutra lectures. Thành ra có những cái loại chủng tử mà chư hệ Phật này chỉ có thể đưa cho quý vị được, giúp quý vị trồng trọt trong lúc giảng kinh thôi. Whereas when we also lecture during the meditation chant, meditation classes, chúng tôi cũng nói pháp trong lúc mà dạy thiền. We also speak Dharma when we have the Pure Land Dharma assemblies as well. Cũng giống như có những cái pháp hội tịnh độ, chúng tôi cũng nói pháp cho quý vị nghe. But each different Dharma assembly is designed to plant different kinds of seeds for your Buddha's wisdom. Để mỗi cái loại pháp hội đó, cái dụng ý mỗi pháp hội đó để trồng những cái loại chủng tử mà mở cái trí huệ Phật cho quý vị, nó khác nhau. Okay, there are different kinds of seeds for your wisdom. So these sutra lectures actually are very important. Among all these sutra lectures are very important, nhất là những cái chủng tử mà quý vị nghe từ cái lời buổi giảng kinh đó, from these sutra lectures, are by far the most versatile. That you can use this lifetime and future lifetimes. Những cái chủng tử quý vị mà được thâu nhận được trong những buổi giảng kinh đó, là nó universal, what's versatile, nó áp dụng, nó rộng hơn, nó bao la hơn. Và vì quý vị có thể xài kiếp này và trong những kiếp tương lai. Okay, because these seeds can be then
split into chan, into tantra, tantric into pure land. Thì những chủng tử này là cái căn bản của tất cả những chủng tử khác của thiền tông, của mật tông và của tịnh độ tông. Is it clear? Chủng tử của giảng kinh đó, nó rất là như đó, universal. What's Vietnamese universal? Rất phổ biến, rất nó có cái dùng nó rất là rộng. Okay. Yeah. Whereas the chan teach, for example, nó ngược lại những cái chủng tử mà của thiền đó, is design is very narrow, much more narrow in scope. Cái thiền tông á thì giúp chị trồng chủng tử nó hơi hẹp hơn một tí, but it's more direct, nó thẳng hơn. Okay, based on the same seeds for the sutra lectures, thành cái chủng tử mà giảng kinh đó là cái nền tảng của tất cả những chủng tử khác. Is that clear? Any questions about that? Ai thắc mắc gì không? And that's why in our lineage, our teachers ask us to explain sutras, to speak dharma to you. Bởi vì trong cái dòng chúng tôi đó, mấy ông thầy đó, chúng tôi đó, là yêu cầu chúng tôi giảng pháp cho quý vị nghe, giảng kinh cho quý vị nghe. That's our jobs. Đó là việc của chúng tôi phải cần làm. Alright? So why, what else is there in a sutra lecture? Còn cái chuyện dạng lúc mà ngồi nghe kinh có chuyện gì khác nữa. These, whether you listen to sutra lectures or listen to chan lectures or the tantric lecture, hoặc quý vị ngồi nghe buổi giảng thiền, hoặc là giảng tịnh độ, hoặc là giảng mật tông, hoặc là giảng kinh, or tantric session, dharma assembly, or pure land dharma assembly, it all has the same common purpose. Nó có cùng một cái dụng thứ nhì, giống nhau. What is that? Does anyone know? Có ai biết không? Is to help you remove your attachments. Mục tiêu đó là giúp quý vị bớt những chấp trước. All the everything we do, tất cả những việc chúng tôi làm đều giúp quý vị chặt bỏ những cái chấp trước của mình. Is to help you let go of things that are not necessary, the things that are not good for you. Tất cả chuyện tôi làm thì giúp quý vị bớt, xả bỏ ước những cái mà không cần thiết, những cái mà nó không tốt cho quý vị. Believe it or not. Okay, so it's a, so the process of all these processes for you, you're participating, is designed to help you detach. And tất cả những việc như chúng tôi làm đó, những việc quý vị tham dự ở tại chùa đó, với Phật pháp đó, là để giúp quý vị xả bỏ những cái không cần thiết. Letting go. It's about letting go. Is that clear? So as long as you go through this process, you're able to let go, then it's beneficial to you. Thành quý vị làm những cái chuyện này, tham dự lớp thiền, hoặc là có tham dự lớp mật tông, hoặc là khóa mật tông, hoặc là khóa giảng kinh, mình nhớ quý vị xong rồi, ví dụ như có thể xả bớt một tí, thì cái đó, cái sự tham gia quý vị nó rất có lợi cho quý vị. That's all we hope for. Chúng tôi chỉ ao ước chừng đó thôi. Is that clear? Any questions? Okay. So, in particular, nhất là khi quý vị nghe giảng pháp, in Mahayana, you either listen to lectures or the information Mahayana is totally different from any other Buddhist practices. Khi vị mà ngồi nghe giảng kinh bên Đại Thừa chúng ta đó, hoàn toàn nó khác hẳn tất cả những cái buổi giảng khác và những tông phái khác. Whereas the Hinayana is different from Hinayana, nó khác cái buổi giảng, cái giảng kinh của Tiểu Thừa, khác của những cái lời giảng của bên phía tôn giáo khác. Or it's different from the lectures or explanations from the other religions. All of them. Mahayana is very different. Cái đại thừa chúng ta nó khác hẳn. Khác ở chỗ nào? In what ways?
It took me about 20 years before I understand this. Thầy phải tốn 20 năm mới bắt đầu hiểu chuyện này. I heard about it 20 years ago and I didn't quite understand. 20 năm trước thầy không hiểu nè. Thầy nghe cái chuyện mà thầy không hiểu tại sao phải làm như vậy. It didn't make sense. It's counterintuitive to me. Intuitive to me. Thầy nghe mà thấy nó đi ngược lại cái sự hiểu biết của mình. Yes, sir. Saving all living beings. Đại thừa mà là cứu hết tất cả chúng sanh, whether it's two-legged or four-legged. Cái pháp nó phải làm lợi cho vừa hai chân hoặc là bốn chân. Okay, it has a benefit both two-legged and the proof is it also benefits four-legged. Yes, it's true. Nó đúng. What else? We believe all living beings have a Buddha nature, and therefore we helping plant the seeds for all living beings. Đại thừa là để giúp cho tất cả chúng sanh tìm cái Phật tánh, thành tựu Phật tánh, thành ra sẽ không phân biệt hết, ai cũng giúp hết. That's correct. What else? Còn gì nữa? Quá ngân. Ngủ sướng vậy sao? And this is a typical my Gu Yin. You know, she lecture the first hour. That's my rest time. Ông Quang Ngân đúng như thường lệ, giờ đầu tiên là ngồi nghỉ. Ngủ ngồi mà hay hơn mấy thầy mấy cô nữa. She can sit sleep like that much better than monks and nuns can. Tội nghiệp lắm. She comes here at 7:30, tới 7 giờ rưỡi, 8 giờ tới rồi, lật nấu cả buổi sáng. She spend the whole morning cooking. Even though it hurts, even though it's tiring, mặc dù mệt, mặc dù là chân nó mỏi, chân nó đau, lo chồng, lo con, lo nhà, lo cửa. You're worried about the family, worried about the husband. Có lý do gì khác nữa không? Something I heard is very, very strange to me. Cách đây 20 năm thầy nghe cái lời giảng này. I heard it from Master Shen Hoàng, nghe thầy tuyên giáo, tuyên hóa giảng, thầy không hiểu. I didn't get it. So I didn't dare talk about it. Thầy không dám giảng cái việc nghe. Okay? He said that when you listen to sutra lectures, ông nói lạ lắm, khi nghe giảng kinh. Okay? Just relax. Không cần nhớ, don't need to memorize. Chỉ nghe thôi, just hear. Meaning that you hear this one ear and goes out the other ear, it's perfectly okay. Nói cách khác, khi mình nghe giảng kinh, nghe vô lỗ tai này, lọt vô lỗ tai này, đi ra lỗ tai kia là cũng được. It's okay. When you sit there and sleep, cứ ngồi đó mà ngủ. It's okay thôi, cũng được. Isn't that interesting? Thì lạ dễ sợ. You agree with that or not? Ai đồng ý chuyện đó, giơ tay thầy coi. Anyone agrees, please raise your hands. Because remember the purpose is to help you plant the seeds. Quý vị nhớ cái mục tiêu là để giúp quý vị trồng cái chủng tử thôi. That's all we're trying to do. Plant the seeds. Mục tiêu thứ nhất là giúp quý vị trồng chủng tử. So what happens? As soon as you come here and you listen to the sound, cái thế giới ta bà này, quả ta bà này, quý vị nghe cái âm thanh thôi, là chủng tử nó được trồng thôi. As soon as this world, Saha world, that's a world when Chakmuni, our Buddha calls it, it's called Saha world. In this world, as soon as you hear the sound, the seed is planted already. Cái âm thanh đó, quý vị nghe đó, nó trồng cái chủng tử trong cái đầu quý vị ngay lập tức. It's done already. Trồng xong rồi. Whether you're sleeping, quý vị có thể ngồi ngủ, gà ngủ gật. Phải không cô Thanh Hương? 5-6 years. Năm sau năm đầu, cô này cũng ngồi. Sunday afternoon, this is where the first hour people come to train how to sit sleep. Bây giờ chúng tôi nổi tiếng lắm. Mà là có thể ngủ ngồi được. Tại sao vậy?
Tại vì chiều chủ nhật nào từ 6 giờ ăn trưa 12 giờ rưỡi tới 1 giờ rưỡi ai cũng tới để tập ngủ ngồi. Ăn xong ai cũng ngủ gà ngủ gật hết. Usually sometimes it's only Tex and I will stay awake. Lâu chỉ có thỉnh thoảng khi có ông da trắng với thầy mới là còn tỉnh tỉnh giấc thì ai cũng ngủ hết. It's funny thing. Chuyện lạ lắm quý vị biết không? It's a very strange thing. It's only as early as last year. Quý vị biết không? Như là mới năm vừa qua thôi, only a few months ago. There's someone who's very close to me every single lecture. Có người mà thân gần thầy nhất trong cái buổi giảng kinh đó. Cậu ngồi tủ gạt, chống vậy để cũng ngồi tủ gạt. He would prop himself up like this. And he's... Dựa tao như để mà ngủ cho nó. Không ai biết cả đó. No one can notice except me. And now he doesn't do it anymore. Bây giờ không làm nữa luôn. Lạ chứ sao. Giống như cô Thân Hương vậy. Giờ đầu tiên một giờ là ngủ ha. Giờ một mình mắt mở thao láo. Just like Chin Xiang here. She used to sleep for the first hour for about three or four years. Waiting for her ride home. Đợi con nó tới nó chở về. Thì ba lúc đầu ngủ gà ngủ gật. Xong bụng như hết. And then later she could stay awake naturally. Đó là sao? What does it mean? Her kung fu increase, có nghĩa là công phu nó lên. Mình ngủ gà ngủ gật tại vì cái tiêu hóa, bộ phận tiêu hóa nó làm việc. Mình mệt, mình phải nghỉ. What happens is that you doze off is because you need to digest the food. Okay? Tiêu hóa, phần tiêu hóa, thành ra mình phải ngủ dễ tiêu hóa. So when you eat a lot, you doze off, it will help your digestion, okay? But as your kung fu improves, you can stay awake and digest at the same time without much strain on your system. Khi kung fu quý vị lên á, thì quý vị có thể ngồi vừa nghe kinh vừa tiêu hóa cùng một lúc và không có sao hết. Đó là kung fu lên. Meaning it's a proof, it's evidence that your kung fu increases. Your kung fu mình lên. Isn't that interesting? Okay? So you just listen to the sound. Quý vị chỉ cần nghe âm thanh thôi. Okay? And doesn't matter you memorize or not, quý vị, or you understand or not. Không cần thiết quý vị phải hiểu. Hay là quý vị có nhớ không nhớ, đối với thầy nó không quan trọng, doesn't matter to me. Because the seeds are planted, quan trọng nhất là quý vị nghe âm thanh để được cái chủng tử được trồng. Okay? The sound will help you plant your seed. And to me, personally, I feel that it's perfectly okay to not try to understand. Quan trọng nhất đối với thầy, đừng có hiểu. No need to understand. If you're curious about something, it's okay to ask. Quý vị mà nếu như tò mò chuyện gì, nên giơ tay mà hỏi. It's perfectly okay. Chúng tôi cố ý như vậy. We are doing this on purpose so that we allow you to ask any type of question anytime. Chúng tôi cố ý bỏ thời giờ cho quý vị có thể hỏi bất cứ cái gì, bất cứ về cái chuyện gì, bất cứ lúc nào. Okay? Like a man last week, he came and asked, you know, questions. Out from the blues, như cái ông tuần trước mà tới là người đầu tiên, ông hỏi đủ thứ hết, đó. Xong biến mất, không sao hết, it's perfectly okay. Okay? Only if you're curious, quý vị mà tò mò, nên hỏi, you should ask questions. Okay? But there's no need to understand, quý vị không cần hiểu. Okay? Yes, sir. Monologue? Yeah. It sounds like Jimmy Fallon. Yes. The elderly people drop lots of attention. Yes. But I don't think it really does them a lot of good. It doesn't appear to be. You know, the
smaller. They drop most of their attachments. Yes. And they're very attached to just the tiny little things that they still have left in their life. Out of necessity, they need to drop it because they can't process it anymore. Right. Yeah. Ông đang nói, can I translate that before I forget? Ông đang nói với người lớn tuổi thường thường ta bỏ rất nhiều, ta xả rất nhiều. Thì thầy nói là họ xả được là tại vì họ phải cần xả. Họ cần xả để mà họ quên, họ không có đủ sức để mà ôm nó nữa. They need to shed luggage. They can't carry the luggage anymore. Luggage around them is just too straining to them. Okay? Please, go on. It doesn't really benefit them that much. It actually helps them a lot, believe it or not. Yes. It helps them we are all don't look down upon that process. We are all we don't shed unless we must. This is how we are programmed. Chúng ta tự động khi mà cần thiết sẽ xả hết tất cả. Just think about these in these movie scenes where you know the balloon is rolling down. You naturally throw out things out of the basket, right? That you don't need. Okay, that's all natural. Còn những cái giống như trong mấy cái cine, cái việc coi đó, cái bành kinh khí nó xẹp xuống, nó sắp rớt xuống đất rồi, thì cái vị tự động sẽ lấy mất những cái đồ nặng ra hết. That's all natural. It's the same thing with us. We throw things out, we shed things out from our head because we don't need them anymore. They become a burden. Thành lúc cái vị lớn tuổi cũng vậy, tự động xả hết tất cả những cái đồ trong óc mình ra tại vì mình không cần nó nữa. Nó là gánh nặng cho mình. Okay? For example, ví dụ. What kind of example what I feel is very beneficial for you? Những ví dụ, những cái gì có thể nghĩ được cái ví dụ mà tại sao người lớn tuổi ta xả những đồ nó tốt cho họ. For example, when people say words that are hard to hear to you. Ví dụ như người lớn tuổi, thường thường người ta tới, ta nói những lời mỉa mai, khinh chê mình. They don't get as upset as they used to when they were younger. Họ thường thường họ không giận những họ còn trẻ nữa. You notice that? Vì để ý chuyện đó không? When you're younger and you dare say something that I don't like, I will let you have it. When you get older, naturally you say, okay, he's just an idiot. What can I do? Mình lớn tuổi bao nhiêu lúc trẻ, ta nói mình cái lời mình sốc tai là mình kênh, mình quýnh nó một trận ngay mà không cô. Thằng hư. Khi mà lớn tuổi tự nhiên mình làm lơ được nó dễ dàng không phải không cô? So when it's older, much easier for us to shed it because we cannot afford to get angry. It's too draining to us. Tại sao vậy? Tại vì lớn tuổi rồi, quý vị biết rằng không dám giận nữa, quý vị để ý chuyện đó. You notice that? Hằng con để ý chuyện đó không? Mấy người lớn tuổi không dám giận, con để ý không? Nó giận giận nhẹ nhẹ thôi. Rồi họ xả rất là lẹ. Tại vì họ không dám giận, họ tốn sức quá đây. Older people, they don't get angry that often or that long because it drains them. You notice that? Yeah. Now they have to go see a masseur. Or take a drink. Vì đấy, so it's out of necessity. Nên họ có đó họ làm vì cần thiết họ làm như vậy. This is a good thing when you think about it. It's very good. Does it help? You agree? Yeah. But it's more than that. It's not just shedding things. Okay. All these things, whether it's a chan practice, a tantric practice, nếu quý vị không hiểu, nó còn rộng hơn quý vị tưởng xả đâu. Tại vì những cái buổi nhà giảng kinh, những cái buổi luyện thiền, luyện chú này nọ, niệm Phật này nọ, all these recitation, Buddha names recitation, mantra recitation, is ultimately designed to help you shed your false thoughts. Tất cả cái đó là nó đều cố dùng ý nó là giúp quý vị bỏ cái vọng tưởng mới nên, bỏ cái mặc niệm đi, to abandon your thoughts, phải không không? It doesn't matter whether you understand or not understand. Thành quý vị hiểu không hiểu nó không quan trọng. It's much more useful to you. You sit there and you just relax and empty
your mind. Tốt nhất quý vị ngồi nghe, relax, thư thả lại và làm cái tâm mình nó trống, đừng có suy nghĩ, don't think. That's the best way to listen to a lecture. Đó là cách tốt nhất để quý vị nghe giảng kinh. And when you do that, you enter samadhi. Lúc đó quý vị làm được như vậy, quý vị nhập định. That's why the sutra lecture is a very special form of meditation. Bởi vì quý vị ngồi, you sit there still, quý vị ngồi yên, and empty your mind. Và quý vị làm cái trống cái tâm mình, cái đó quý vị đang thiền, you are meditating. And you can enter samadhi và quý vị được nhập định. Okay. Difference is that the sutra power is aiding you in entering samadhi. Quý vị biết không? Cái thần lực của kinh đó, quý vị đang nghe đó, đang giúp quý vị nhập định. That's the secret of Mahayana. Đó là cái bí mật của nghe kinh Đại Thừa. Mahayana, we sit there, we relax, so we don't think. Ngồi đó, relax, thư thả cái tâm ra, đừng có suy nghĩ hết. Là nghe, nghe kinh tốt nhất. That's the best way to listen to sutra lectures and ask questions if you have anything that bothers you. Nghe cái gì mà nó không hiểu, muốn hiểu, giơ tay hỏi. Okay? All right, I wasted 35 minutes. Any questions? Free 35 phút rồi. See, we have ways to kill time, stretch, you know, to waste time. Chúng tôi đủ cách để mà phí thời giờ cho quý vị. That's why in a small sutra like this, it's been almost 2 years, right? Này, kinh chút xíu này không mà giảng 2 năm chưa xong. Cô Kiên Điền nó ngồi đó, trời ơi, chừng nào ông này giảng xong rồi. Bắt tôi lấy hỏi mà chả nghe giảng kinh hết. So that Kim Dien taking notes, he said, my God, for 2 years now I take notes and I'm really not learning anything about this sutra. Okay, so we are talking about the Bodhisattva practices. Chúng ta đang giảng về cái hành của người Bồ Tát. Người kiên Bồ Tát hay người tu pháp Bồ Tát tu cái pháp gì? In order to practice the Bodhisattva Dharma path or Dharma or Bodhisattva path, you practice the 6 paramitas. Thì quý vị tu cái pháp ba la mật, lục ba la mật. 6 paramitas: giving, precepts, patience, vigor, samadhi, and wisdom, as in slide 186. Như trong cái tấm 186. Quý vị tu 6 cái ba la mật là bố thí, giữ giới, nhẫn, tinh tấn, định và huệ. Wisdom here is the ultimate step. Cái huệ này là cái huệ bát nhã. That is the prajna wisdom or the Buddha's wisdom. Có nghĩa là cái chi huệ của Đức Phật. All right, and we started to explain the prior 2 times about giving. 2 lần trước chúng ta bắt đầu giảng về cái bố thí. Oh, by the way, nói cái gì nghe. It takes a lot of blessings to listen to sutra lectures. Quý vị có biết không? Muốn nghe giảng kinh cần rất là nhiều phước báo. A lot more than you think. Nhiều phước báo hơn quý vị có thể tưởng tượng được. Because for the last 10 years, I mean, 10 năm qua thì giảng kinh hơn 10 năm rồi. Okay? It's not uncommon for people to walk away very quickly. Có nhiều người, rất nhiều người tới nghe lần đầu tiên và họ nghe được vài phút có bỏ chạy ngay lập tức, chịu không nổi. They cannot take it. Doesn't matter. Nói gì họ không cần biết, ngồi tí xíu bỏ đi ngay. Okay. So it is right there an indication that they don't have enough blessings. Có cái đó chứng minh đó, cái bằng cớ cụ thể đó, họ không có đủ phước
mà nghe nổi giảng kinh. Tại cần phước nhiều lắm mới nghe được cái kinh Đại Thừa. It takes a lot of blessings to be able to listen to the sutra, the Mahayana sutras. Okay. Sometimes that's all you get. Thành nhiều khi quý vị biết không? Cái người thường người ta vào ta nghe được vài phút là họ quá sức rồi, họ hết sức rồi, phước nó tiêu hết rồi. So for them to listen for a few minutes of student lectures, that's it. That's all they can afford. Okay? That's the way it is. Cuộc đời cái thực tế là như vậy đó. Okay? That they, it's just, it's not something that they works for them. Họ không có dùng được những cái kinh này. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Giving. We started talking about giving. Hôm trước mình nói về cái bố thí. I don't know whatever we talked about. Let's continue. I'm now on slide number 187. Tấm 187. There's an anecdote. Có cái công án. The Buddha taught that to give and urge others to give, you get wealth, but no following. Đức Phật giảng rằng, nếu quý vị bố thí mà khuyên người khác không nên bố thí, thì quý vị có giàu, nhưng để quý vị không có ai theo quý vị hết. All right? On the other hand, you give, you don't give, but not urge others to give. Cái trường hợp thứ nhì, nếu quý vị không có bố thí mà cũng là không khuyên người khác bố thí nữa, okay? Then you get neither wealth nor following. Thì quý vị vừa không có tài sản, cũng không có người quyến thuộc, không có người đi theo quý vị hết. Okay? Case number three, trường hợp thứ ba. You don't give, but urge others to give. You get no wealth, but you have a following. Trường hợp thứ ba là quý vị không có bố thí, để khuyến người khác bố thí. Thì quý vị không có tài sản, trong tương lai sẽ không tài sản, không có giàu có. Nhưng đều có người tin tưởng quý vị. And the fourth case that you give and urge others to give, then you get both wealth and following. Quý vị người cuối cùng, trường hợp cuối cùng là quý vị vừa bố thí, vừa khuyên người khác lập công đức bố thí, thì cái quỷ vừa có tài sản, vừa có người theo. Isn't that interesting? Quý vị thấy là thấy tức cười không? So for example, one of the things that always makes me chuckle is rằng cái chuyện kể quý vị nghe, thấy khi nào cũng tủm tỉm cười, nghĩ chừng này mà tủm tỉm cười. You know, Venu Siendu, cô hiền độ đó, you know, She's that nun right there. Cô the old nun who sits in front. Cô hiện độ ngồi trước này. Cô tại để ý là cô chuyên môn khuyên con cổ là cúng dường như Tam Bảo. Cái gì mà chuyện mấy chùa chiền cần gì, mấy cái chùa khác cần gì là cô khuyên gia đình lo hết. She's all these years. She encouraged her children to pitch in and make offerings or donations to all the temples, whether the temple needs some tofu, có những cái chùa cần đậu phụ để mà nấu ăn, or some noodles hoặc là phở hoặc là mì hay nọ, or vegetable, bất cứ gì mà cần, cô kêu một tiếng là tụi nó chạy tới. So she would make a call to her children to give, and she says very proudly, she says, I don't plan to give my children, leave my children anything. Bà sư cô nói là, tức là cô nói là tôi con tính là con không để gì cho tụi nó hết á. Okay, mà có cơ hội là khuyên tụi nó cũng như. And every opportunity she has, she gets, she will encourage them to give. And guess what? Cái biến thế thiện chuyện xảy ra. They are very attached to her. Thành ra con cái cổ nó quyến luyến cô dễ sợ. Every day, someone, one of her children at least come, at least one child comes to pay her visit. Quý vị có biết không? Ngày nào cũng có một người tới viếng cổ hết đó. She has 30 of them. They có 30 đứa luôn.
That's the proof right there, the following. Nó tin cổ dễ sợ, nó sùng bái cổ dễ sợ. The children, so old already, ở những người, con cái của như hiền lớn người hướng cái gì mà đeo mà đeo mẹ như là còn con nít vậy đó. They old mature already, have a wife and family and children ever already, and yet they're very attached to the old mother. To the point that the oldest one cried when she left the home life. Những cái đồ mà đứa con trai mà lớn nhất, đứa con trai trưởng đó, nó khóc rống khi nó nghe bà xuất gia. Isn't that funny? And that's a proof right there of the following. Cái chuyện mà có cái quyến thuộc nó tức cười dễ sợ không? Mình khuyến người ta bố thí là trong tương lai nó sẽ tin mình. Isn't that amazing? You encourage them to give. In the future, they will follow you. They will trust you. Why is that? Tại sao như vậy? Tại sao mình khuyên người ta bố thí là trong tương lai nó theo mình? Because in the future, they will look for you to get the money that you make them give up. Tại vì trong tương lai nó sẽ rượt cái vị để nó đòi lại cái tiền mà cái vị dụ nó cúng cho chùa. Yes? Make sense? Có nhân có quả thưa quý vị. But this is called cause and effect. Of course not. Đương nhiên phải đâu. You all know that when you give, they get so much, so many benefits. That's why they become grateful. Thì nói cách có một cách khác, có thể nhìn khác, cách nhìn khác có thể nói là mình khuyên nó bố thí thì trong tương lai mình đừng làm ơn như nó, mình đừng giúp nó tạo phước trong tương lai, nó nhớ cái ơn đó, nó tới, nó theo mình, nó tin tưởng mình. Vì mình làm ơn cho nó. Because you did them a favor. Okay? Thầy nói tôi cười cái gì biết không? You know, it's a funny thing. There's a lady, có một cái bà trong cái vùng này, in this our neighborhood, for the last several years, mấy năm trời rồi, she guards her grandchildren. Cô đã giữ mấy con cháu thôi. Okay? Because her sister, her daughter has to go to work. Tại vì con gái cô phải đi làm. So she takes care, she's retired, so she would drive over here to take care of her grandchildren. Thành cái bà đó là bà đó đó về hưu rồi. Thành ra trong ngày ấy, ngày thường ấy, thì bà lái xe tới đây để chăm mấy thằng cháu. And then what she does? I don't know what she does all day. Thầy không biết bà làm gì hết. And she comes here regularly. Tới cái chùa này đều. Okay? Whether it's weekdays or weekends, ngày thường cũng có, cuối tuần cũng có. Tới làm gì biết không? You know what she does? She brings three or four kids, để mấy đứa con nít tới đó. Bà coi đó. First thing she does, go bow Buddha. Bắt nó lại Phật cái đã. Xong rồi dẫn vào cái Phật điện. And then brings in the Buddha hall, bow more Buddha, lại Phật tiếp. And then goes over there, tới cái góc kia đó, and give him a quarter, đưa cho nó một đứa 25 xu. Okay? And nó thả, keng, and would drop into the donation box. To the point where you know, bà thiện tới rồi. To the point where I have so many quarters in my donation box. Tại nên cái đồ đến độ bây giờ mỗi lần anh thả nghe cái keng trong đó đầy toàn tiền quạt cơ đó. And what she does, bà dạy hay như vậy. A little thing like that makes a huge difference in the future, trust me. Quý vị biết không? Dạy đứa con nít mà như vậy nó giúp đỡ tụi nó lớn, quý vị không thể tưởng tượng được. Simple. Nó giảm gì như vậy? Đem thằng nhỏ tới, kéo con nhỏ thôi. Nó chạy tưng tưng cho nó chạy xong chạy kéo tới, đưa nó quật, đưa 25 xu để vào con. Cũng dường tam bảo đi con. So let the kids run around, okay? Or you can let the dogs run around and then give them a dollar bill. Hoặc để con chó nó chạy cà tưng, xong dạy nó là ngậm một đồng. Thổi. All right?
And it'll follow you for lifetime after lifetime. Sau này nó rượt, nó theo, nó làm mồi cho mình. It's slave for you. Isn't that cool? Now you know all the Mahayana secrets. Bây giờ quý vị mới biết những cái bí mật của Đại Thừa chúng tôi. Tại sao Ngài Thượng Hóa toàn là mồi như thế thầy? This is why my master have so many slaves like me working for nothing. And be getting all kinds of abuses. And Ngài Thiên Hóa chắc dạy thầy bố thí như vậy trong quá khứ, thành bây giờ thầy làm mọi cho ổng mà cứ tình nguyện làm hoài à. Mà bị mắng nhiếc đều chứ phải tưởng làm việc xong là khen đâu. Chửi suốt 20 năm trời, chửi lên chửi xuống. The last 20 years all I got is grief from him. Tại sao nhỉ? Tại ông chắc chắn thầy biết là ông dạy thầy bố thí trong quá khứ, thành bây giờ ông làm gì thầy chạy theo thế. Đó là cái ý nghĩa của pháp bố thí đó. Dạy người khác bố thí là trong tương lai nó tin tưởng, nó thành quyến thuộc của mình. Okay, so you teach others to give, urge others to give, in the future they will follow you. All right. So as the Buddha was discoursing on this. Thì lúc đó Đức Phật giảng về cái pháp bố thí như vậy. Ok. Bố thí nói là đại khái. Đức Phật nói là mình nên bố thí và khuyên người khác bố thí. Thì mình trong tương lai vì mình bố thí mình giàu. Và trong tương lai vì mình khuyên người khác bố thí thì người ta sẽ theo mình. So basically Buddha explained that if you give and encourage others to give, your retribution in future is that you have wealth and then you have a following. Ok. So a man heard the discourse, approached the Buddha, and requested the Buddha to come to his village for an offering. Thành ra cái ông đó ngồi nghe Phật giảng như vậy, ông hiểu ngay lập tức. Ông lên gặp Phật, quỳ xuống, thỉnh Phật là tới làng của ông để nhận bố thí của làng. First lesson, apply what you learn. Có nghĩa là quý vị nghe mà học được thì nên áp dụng. Then your time is not wasted. Then the year nó không có phí. Okay, text. Now you're the train, you know. What's your name? Yeah. It's not Charlie, is it? It's Charlie. It's still Charlie? Yeah. Okay. We know what to do with Charlie. So he went back and told each villager to give according to his own capacity. Và ông mới trở về, Đức Phật nhận lời. Và ông trở về làng, mới khuyên tất cả mọi người nên bố thí theo cái khả năng của mình. And then they would pull all everything that everyone offers, and then cook and have a feast. All have a feast. Nên họ mới gom lại những cái đồ cúng dường đó để nấu chung ra để ăn, thiết một cái tiệc cho Phật và Tăng và cả làng luôn. Alright. 188 trang tiếp. So this man here went to the house of a treasurer to collect donations. Cái ông nào tới cái nhà của cái ông thủ quỹ đó để mà thâu cái đồ cúng dược. The treasurer gave three fingers of grains, a little ghee by the drops. Ông thủ quỹ này, ông nhà giàu này, ông keo dễ sợ lắm. Ông cho một tí gạo với vài giọt bơ. Từ xưa ghee này là bơ ngon lắm. And that man kept the treasurer's offering apart and brought it back. Ông để cái đồ cúng dường của ông thủ quỹ nó riêng ra và đem về lại. And the treasurer kind of looked at that and saw it became suspicious. And so he sent his slave boy to follow the man. Thế ông thủ quỹ này mới thấy cái hành động mà ông kia mà để riêng ra, đồ mình cúng dường riêng ra, vậy ông sinh cái lòng nghi, ông sai đệ tớ đi theo dõi người này sao. And so that man took the offering with him
And made a wish. Cái ông làng chủ làng đó nhận được cái cúng dường của ông thủ quỷ rồi mới lập cái nguyện. Ông nói là hy vọng là cái ông thủ quỷ này đó để trong tương lai sẽ được rất giàu có vì nhờ cái cúng dường này. So he says, I made this offering from this treasurer, bring him much wealth, much riches. Put the 3 grains of rice into the porridge and the cakes, and put in the rest as well. Này, ông mới để riêng một tí xíu gạo đó vào nấu chung cháo và cái bơ đó vào những cái đồ khác để nấu. Next slide, 189, cái tấm 189. Cái thằng nô lệ đó nó thấy tất cả, nó về nó báo cáo lại ông thủ quỷ. So the treasurer heard about that and he says if this village head he made fun of me of my because of my stinginess, I will kill him. Là cái ông thủ quỷ này mới nghe như vậy, mới nói là nếu cái ông trưởng làng này á, mà là cho quê tôi á, tất cả mọi người á, trong công cộng, tôi sẽ giết ông. So next day he went to the feast with a knife in his clothes, and at that day the Buddha came with his attending monks. Thì ông mới tới cái chỗ mà Đức Phật đến để mà dùng cái bữa ăn đó, và trong tay cái ông thủ quỷ này ông giấu con dao trong tay áo. Thì ông chủ làng mới nói với Phật, so now the village head told the Buddha, he says, "We're honored one, my whole village has made these offerings to you." And ông chủ làng mới nói là bẩm Đức Thế Tôn, cả làng chúng con đã cùng góp nhau để mà cúng dường cái này. Mà con chúng con mong Đức Phật nhận cái này và ban phước báo cho họ. So I hope you receive their offerings and bestow rich rewards on them. Okay? Next slide, 190. So the treasurer heard of that and he became very grateful and became ashamed of himself. Ông thủ quỷ nghe cái lòng thành của ông chủ ông trưởng làng như vậy mới thấy hổ thẹn. Ông làm cái chuyện mà khó làm, ông quỳ xuống trước mặt ông chủ làng và xin sám hối. So he did something very difficult to do for a proud man. Một người rất là kiêu hãnh mà làm cái chuyện đó. He knelt down in front of the village head and repented. That's why the Buddha said, bởi vì Đức Phật mới dạy rằng các con nghe, không nên coi chuyện nhỏ, một cái thiện nhỏ là mà coi thường nó. The Buddha says, you should never regard a good deed, no matter how small it is, as insignificant. All offerings, the smallest offering to the triple jewel is not a trifle at all. Bất cứ cái gì cúng dường, cái gì cúng dường Tam Bảo là một chuyện rất là phước điền rất là lớn. And if you really have wisdom, when you keep on accruing this merit and virtue, and eventually it's just like a vessel, it will be filled with merit and virtue. And cái người mà có trí huệ đó hiểu rằng cứ tiếp tục mà trồng những phước như vậy thì giống như cái chậu nước vậy, mình cứ đổ nước vào từ từ nó sẽ đầy. Okay. Then you'll be able to attend Master Yung Hua's Sutra lecture. Khi nó đầy rồi, quý vị có thể tới nghe
cái buổi giảng kinh của thầy vừa nói. He predicted that already. Hồi đó Đức Phật đã nói trước như vậy rồi. That's slide number 4.5. Well, actually, I forgot to put in. Thầy quên để cái tấm 405 này. 4.5 này. Okay. Và đã Đức Phật nói rằng, finally he said a verse. Đức Phật mới nói một cái câu kể. Nói, do not disregard merit and virtue saying this, who will not come to me. Đừng khinh thường, nói là cái chuyện nhỏ này không có gì mà nó không có gì xứng đáng đâu. Because for the falling of water drop of a field, giống như nước nó giọt từng giọt, nhưng đều cuối cùng cái chậu nó sẽ đầy nước. And those with wisdom the sage with merit feels himself. Thì cái người mà có trí huệ đó là chuyên môn tạo phước. Từ từ, cứ tiếp tục mà liên tục mà tích tụ cái phước. I repeat, the people of wisdom gather their merit and virtue bit by bit, non-stop. Cái người có trí huệ là cứ tiếp tục mà tích tụ cái phước báo của mình, dần dần, không bao giờ ngừng, you never stop. Even after you become a Buddha, you still gather merit and virtue. Sau khi quý vị thành Phật, quý vị vẫn tiếp tục tích tụ cái phước báo mình như thế. Okay? It's not like Buddha's retire, cũng không phải như là các Đức Phật, các Đức Thế Tôn là khi mà thành Phật là về hưu đâu, không có đâu. Lúc đó Phật về càng tích tụ phước cũng nhiều hơn lúc trước nữa. After you become a Buddha, you accrue even more blessings than before. Even more. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? So what are the benefits of giving? Thành cái lời của cái bố thí là gì? To the donor, cái người mà bố thí, người biết bố thí đó. Okay? Before they give, before they actually give, they feel good about it. Trước khi mà họ đích thân bố thí đấy, thì cái tâm họ rất là sung sướng. Okay? While they're giving, they feel inspired. Đức Phật giảng, mà khi quý vị đang bố thí đó, thì cái lòng quý vị phấn khởi. Okay? And after you give, after you given, you feel gratified. Và sau quý vị bố thí rồi, quý vị rất là tỏi ý. To the receiver, cứ mình nhận, người nhận thì sao? Họ thấy sung sướng lắm rồi. Họ thấy sung sướng dễ sợ lắm. Lúc mà đó, lúc đang cho thì hứng. Mà trước lúc mà cho xong rồi, người rất là sung sướng. Bởi như thầy thấy cái ông Bill Gates á. Mà khi mà thầy thấy, mà khi mà thấy mà ông trong trong video mà ông cho cái thằng nhóc Ấn Độ đó. Mà khi mà thằng nhỏ người Ấn Độ mà nó nghèo đó, ông cho cái đồ nó, mắt nó, người Ấn Độ mắt nó to vậy sao biết. Mắt nó mừng, nó cười, nó toét miệng, sao mắt nó trừng ra như vậy. Nó toàn là tròng trắng đâu à. Người Ấn Độ mắt nó to mà vòng tròn đen chút xíu à. I'm making fun of it. Thầy đang chọc người Ấn Độ. Ông, lúc mà thầy, ông cho cái thằng nhóc Ấn Độ đó. Thầy cho cái video thầy là người đi. Tại trước thầy cũng thích người ông Bill Gates. Thầy ông đó, ông hào mạng thầy ghét. He asked, what does it mean to gratify? I said, you know, during the act of giving, you feel inspired. And after you're done giving, you feel very, very gratified. Why? Because I remember, this brings to mind what I saw in a video, PBS video, about Bill Gates. Personally, I don't think much of Bill Gates. A lot of people tell me, like, he's a bodhisattva. I said, baloney. Bill Gates is a common mortal. Okay? Có nhiều người nói với thầy là, ông Bill Gates là chắc là Bồ Tát. Thầy cười, nói cái đầu khỉ đó. Đó là, chà, nói bậy là chắc là bây giờ không cho tiền mình nữa. Cái miệng mình thiệt á. À, cái thứ đó mà sao mà Bồ Tát được.
mới sơ thiền Bồ Tát. He's only first dhyana. Bodhisattva is very very far away from being Bodhisattva. Mà sơ thiền mà sao mà tới là một cái địa vị Bồ Tát được nữa. Forget it. Okay? But anyway, I didn't think much of Bill Gates because I think he's too arrogant. And yet I saw a video of him going to India to in his philanthropic projects, and he gave some kind of gift to an Indian boy. You know how Indian people, they have very big eyeballs, like the size of a billiard ball, I think. So this boy was so happy. He said, "Ah!" And so his eyes lit up, and he said, "First, open up." And he's smiling, and so he see that his eye is like a little bit of black, and the rest is white. And he was so happy. Okay, and at that moment, that I saw the boy receiving it and the boy's happiness, Bill Gates looked so happy. It's called gratified. It's right there. The lúc mà cái thằng nhỏ đó Ấn Độ, người Ấn Độ đó mà nó nhận được cái quà nó sướng. Nó thích cái đồ mắt nó trợn ra, nó khoái, người tiếp. Không phải người Việt Nam mà cười mắt khích, mà người cắt gì Việt Nam mừng là người mắt tiếp thò lò mà anh mang cô thân hương. Còn người Ấn Độ thì lúc nó sướng, nó mở ra như đó. Thành toàn da trắng, toàn cái lòng trắng không à. Mà lúc đó, ngay lúc đó thầy thấy nhìn cái mặt ông Bill Gates á. Thường thường mặt khi nào cũng khinh khỉnh khỉnh, ông nó khó, dễ ghét, khinh người dễ sợ. Đó mình mới thấy là người thấy con người nó ông sướng như sao ông sung sướng không thể tưởng được. I saw him how happy Bill Gates became at that very moment. And that's being gratified. Cái đó là sung sướng toàn nguyện đó con. Sướng dễ sợ. Con mắt nó vậy là cái mà mẹ ăn cũng vậy. Hai mẹ con con mắt happy. He said like he saw a boy on the merry-go-round having the same eyes as probably that Indian boy, and he says he looked over to his mother. She also looked the same way. Okay. All right. What about the receiver? Cái người nhận thì sao? What happens when during the giving process? Then cái bố thí nó ra sao? The receiver the free from greed or they're able to subdue greed. Nào, thì họ bớt lòng tham và họ có thể kiềm chế được lòng tham. The free from aversion or subduing aversion, họ có thể là không có sự chán ghét hoặc là có thể kiềm chế được cái sự chán ghét của mình. The free from delusion or aversion of delusion, thì họ có thể là không còn cái mê muội và họ có thể hoặc là chán cái mê muội. Does it make sense to you? Quý vị thấy có lý hay không? This is what the Buddha says. I don't understand everything. Đâu có nghĩa thầy hiểu hết tất cả mọi cái gì thầy nói đâu. Cô Thanh Hương nghĩ sao? Cô Thanh Hương đồng ý. Xin Sang agrees with the Buddha. Anyone else? Agree, disagree? Quý vị đồng ý không đồng ý? Hả boy? The boy is barely staying awake. Bây giờ nhóc này nó mở mắt ra nữa. Agree, disagree? Yeah. Why is it you receive the gift and you're free from greed and subduing of the greed? Ta sẽ cứ nhận á, mình nhận được cái quà, mình bớt cái lòng tham hoặc là mình có thể kiềm chế được cái lòng tham này. How is it possible? Tại sao như vậy? Why? You agree or disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? Người ta bố thí, quý vị bố thí cho thầy. Suppose you give me your red card, a red card. Quý vị bố thí cho thầy.
then help me, make me free from greed or subduing greed. Thì thầy sẽ bớt tham và có thể kiềm hoặc có thể kiềm chế được cái lòng tham của mình. Why is that? Tại sao nó như vậy? Is it applicable, Xian Ke, that when they give you good food to eat, you're free from the greed for food, or you can able to subdue your greed for food? Và hỏi ông thầy nhỏ này, là khi người ta cúng dường đồ ăn ngon của cho thầy á, thầy thì hiền khả đó. Thầy hiền khả đó, thì có nghĩa lúc đó thầy sẽ bớt tham lam đồ ăn ngon, hoặc là có thể kiềm chế lòng tham đồ ăn ngon của mình. Yes or no? Hoặc là trong tương lai. He says, at that moment, I said, or in the future, or in the near future, I hope. Có là không? He says, maybe in the future, maybe in the distant future. Trong tương lai xa xôi. Yes, sir. That's right. Khi mà quý vị cúng với cái lòng thành tâm đó, okay? Quý vị biết cúng với cái lòng thành tâm đó, sẽ giúp được cái người nhận bớt cái lòng tham. When you give with utmost sincerity, you're helping the receiver reduce his or her greed because that person becomes grateful. Cái người mà nhận đó thấy cái lòng thành tâm quý vị thánh phát cái tâm biết ơn thì tự động cái người biết ơn sẽ bớt tham. Người biết ơn sẽ thấy đủ rồi, mình quá đầy đủ rồi. When you are grateful, you feel it's enough. You have enough already. Agree or disagree? Quý vị đồng ý là không đồng ý? When you really are grateful, you feel is enough. Cái người mà khi mà có biết ơn rồi, cảm thấy đầy đủ rồi, hạnh phúc rồi. Yes? And that's the way you, that's one secret to keep your spouse. Đó là cái bí mật mà quý vị cần biết để mà giữ vợ chồng của mình. Mình cho người ta xem màu đỏ, người ta tự động sẽ biết ơn. You give generously to your spouse, they eventually become grateful. Đồng ý hay không đồng ý? Agree or disagree? Không đồng ý. God. She speaks from experience. Cái người này nó nói chuyện từ kinh nghiệm mình ra. She said her experience has been her husband, as soon as she gives some, he wants more. Cô này có nói cái chồng của cô là đưa ổng bao nhiêu là ổng đòi thêm bấy nhiêu. That's true. Bao giờ cũng có ngoại lệ hết á. cái cách suy nghĩ thầy á, bao giờ cũng có ngoại lệ. My thinking, every now and then, there are exceptions. What do you think? Quý vị đồng ý hay không đồng ý? You agree? I disagree with her. Thầy không đồng ý với cô này. Ông này cũng đồng ý với cô này. Mình text agrees with her amazingly. Khác nhau hoàn toàn. Hai người hoàn toàn khác nhau. Yes? Chính xác, agree with it, it is true. Cô thân đồng ý với hai người là càng ngày càng khó, càng khó giải quyết hơn nữa. I repeat for your sake, thì nói nhắc cho quý vị nghe, lặp lại lời cô thân hương thì quý vị nghe cho nó rõ, tại cái này quan trọng. Nói sao nói lại nghe. Con nói cái xã hội này, cũng có người thứ này,
Xong bà nhớ, trí nhớ bà hay dễ sợ. This lady has incredible memory. She says, I says, what is it you said? He said that in this society, a lot of people are very selfish. And it doesn't matter, we just, you know, pay our debts to them. It's okay. Cô này, cái trí nhớ cô tốt dễ sợ lắm. Mấy tuổi rồi? Cô nói là, không sao, xã hội nó phức tạp, nó có nhiều người, nó kỳ cục lắm. Kỳ cục mà, thì kỳ cứ qua như mình trả nợ cho nó đi. Suy nghĩ như mình không có buồn, nghe có hiểu không? Nói tiếng Quảng cô mới hiểu, nói tiếng Tiều cô mới hiểu. Nói đi. And she says, if you think like that, you feel better. And she's adamant about this. Cô này vẫn nhất định không được. Yeah, tôi nói là không ai mà biết ơn hết đó. Cái cô này cái kinh nghiệm rất là đau thương, rõ ràng thấy mình nghe nó mà lòng nó nghẹn ngào luôn đó. She says from her own experience, there's some people who are never grateful. They're always greedy. Có những hàng người trong xã hội này, cô nói kinh nghiệm cô đau thương cô cho thấy là có nhiều người trong xã hội này nó tham lam, cái lòng tham vô đáy, không bao giờ biết ơn đâu, nó vô đáy. It's just like the greed. The greedy mind is bottomless. Đúng không cô Quảng Ngân? Bình dực hay là không? Bình là không bình. I'm asking her sister, is she siding with her sister or not? Even my own ranks. Ngay thời hiện trì, ngày mai thầy đi rồi mà thầy cũng đồng ý cho được. Even Master Shen who's leaving tomorrow. He agrees with this as well, making my life even more complicated for me. Cái ngày nó cần khó cho thầy giải quyết hơn nữa. Bốn người sau mình, how would you convince these four people they are wrong? Vậy thầy yêu cầu quý vị giúp đỡ thầy một tí, làm sao thuyết phục bốn cái người mà cứng đầu này á là họ sai. Tony, you don't know. Có ai biết không? Anyone knows? Hồng. He says, you're not lofty enough. Tại khi cô Hồng có trả lời, quý vị còn bụt chụp quá. She disagrees. This is the first time she disagrees with me. Quý vị biết không? Thầy đừng cổ bỏ tiếp không nhé. Mình phải khôn hơn, phải cổ bỏ tiếp. Được không?
thầy nói cái vị nghe. Thầy nghe cái tim thầy nó nức luôn. I have to be truthful to you. I hear her disagreement and my heart really breaks. It falls to pieces. Because it's the first time for the last year or so since she came to the temple where she disagreed with me publicly. Tới được cả năm này, lần đầu tiên mà không đồng ý với thầy. Khổ tâm dễ sợ. Đồng ý dùng ní mà. I said, please agree with me. Alan, help me out. I don't know anymore. She says that she feels that there's some people, especially the people who don't know Buddhism, they're so greedy. They will never be happy. So no matter how much you give to them, they ask for more, they're never happy. They continue to be greedy. So they disagree with me, the fact that I claim that you can be, when you receive something, you can be free from greed, or you can control your greedy mind. And she disagrees totally. And this is the first time for the last year or so that she agreed with me publicly. And that's why it hurts so much here. Yes, sir. And the people like that are unbalanced people. We're talking about what is a normal reaction in this sutra. People who have their mind altered by drugs or other substances, alcohol, or just mentally ill, they can go that way. Con phải khuyến khích con nhớ những cái kỹ thuật thầy đừng dạy con, trong tương lai con nói pháp con phải khôn như vậy, chứ một mình mà chống 30 người mình chịu không nổi đâu. Yes, no, look at her, she's firm like a rock. Cái cô này cứng vững như bàn thạch, ngồi rung đùi, thầy quá tôi coi. I will tell you one reason why. I will tell you one reason why that they're not, they're still greedy. Thầy nói con nghe này, Lan à, đừng cãi lộn với cô tiên sĩ tội cổ. I'm telling her, this is, her name is Lan, okay? Be careful in the future. This lady is very tough to move. Cái bà này, bà không đủ mấy cái là thách cái gì xê dịch cổ nổi. Thầy nói con nghe tại sao người ta vẫn tham như thường. I tell you why they still greedy. Would you know, can you think of a reason why her husband is still greedy, is still not happy? Quý vị biết tại cái lý do nào mà chồng cổ vẫn tham lam, hoặc cái người mà cổ cho vẫn tham lam? Tại sao vậy? What's the reason? Yes, sir. Yes, right. Mình đang còn nợ, thành họ vẫn chưa thỏa mãn. Cũng giống như con nợ thầy 1 triệu. Mà trước giờ con tới cúng dường mới có 500 mà. Năm nay thầy vừa ý được. Đúng không? Kiếp trước thầy đưa con 1 triệu rồi. Con thầy cho con mượn 1 triệu, con hứa là con sẽ trả lại cho thầy. Mà không trả này. Kiếp này hên xui mẹ rủ sao á, cái cô Quảng Ngân cô dụ con tới. Cái cô nhớ là bụi như cái tâm con muốn cúng gì ông thầy, mà mới cúng 500 đồng sao thầy vừa ý được. Hiểu không? Nhiều khi mình còn nợ người ta đó, mà không cách nào người ta bớt cái lòng tham được. Khi nào mà trả xong hết nợ rồi, người ta sẽ hết cái lòng tham. Tức cười như vậy đó. Cái nhân quả như vậy đó con à. Hiểu không? À, ngồi suy nghĩ. Cũng nói đúng. Đúng, cái đó là vô minh là khác nữa. Đúng. Đó là trường hợp thứ nhì thì kể con nghe. Đề nghị thứ nhất con đồng ý là không đồng ý. Nếu như mà con còn nợ thầy, con đưa mới cái 500, không cách nào thầy vừa ý được hết. Đồng ý không? Cái hàng người như vậy mà họ không vừa lòng đâu. Okay. So I explained to her that, you know, if she owes me money and she gives me on, she hasn't paid up yet, then I would not be happy. I would still be greedy for more. Okay? That's the way it is. That's who I am. Cái tính thầy nó như vậy rồi. Okay? Sẵn đã tham rồi mà còn người ta còn nợ tiền mình nữa, sức mà mình sao mà tránh thầy, không tránh, không bớt tham được. Đúng không?
So she agrees with that. But she says, but still some people who are regardless, she feels regardless, they're still greedy. Thì cô nói là có những hàng người mà nó hoàn toàn nó tham lam, nó chịu thôi. Okay? I don't know how to answer that. Thầy chịu, thầy không biết trả lời sao nữa. Can you help me out? Alan, your chance. Well, I'm thinking. Thầy cầu cứu để thầy ngồi thầy suy nghĩ cho nó xong cái đã. Cái bài này khó quá đi. Yeah. She only gave me this little a bit, and she still have this big of disagreement. Cái cô này cho nhường thầy tí xíu thôi, còn cái phần không đồng ý vẫn còn lớn như vậy. Ngồi ngông. Yes? Nghe không? Con quên rồi. Pháp bố thí mình á, ok? Mình chỉ cho người ta thôi, mình cần biết tham mình không quan trọng. Ok? Người ta tham là tại người ta vô minh kệ người ta. So Alan says something very important. He says, I repeat for the internet people, it's about you, it's not about the dhoni. When you give someone, you know, then whether they agree or not doesn't matter to you. You just give. Okay? Nhiều khi người ta tham lam rồi, cái đó cái vô minh người ta là cái nghiệp người ta như vậy. Người ta không biết thỏa mãn thôi. Okay? It's true that such people, there's a lot of people who are like that. Let's face it. Okay? Có nhiều người như vậy, thầy đồng ý, thầy hoàn toàn đồng ý với cô Lan. Okay? Người ta tham dễ sợ, lòng tham thiệt sự. Bởi vì người Phật Pháp mà có nói mà, nó là lòng tham vô đáy mà. You know, you heard that the bottomless, your greed is bottomless. People's greed is bottomless. That's true. Cái đó nó đúng. Okay? Thì như vậy đó. Okay? Thầy nói con nghe này. Nói cô Lan nghe này. I will tell her this. It is true that some people are never satisfied. Có nhiều người người ta không có thỏa mãn đâu. Cho bao nhiêu cũng lấy bao nhiêu. Đúng không? Không bao giờ đủ hết á. It's never enough. That is true. A lot of people like that. Rất nhiều người như vậy. Yes or no? Cô nói nó đúng. She's very right. Cô nói rất đúng. Yes? Đồng ý không? Traitors! Sao quý vị phản thầy? Hồng, sao con phản thầy? She says, I asked Hồng, why did you betray me? She says, no, I didn't betray you. It's simply true. Thầy cứng họng, nghẹn ngào, không biết nói sao nữa. Thầy nói con nghe này. But I recover. Nói cô là nghe này. Nói cái gì nghe, I will tell all of you. Sometimes it's their retribution, this lifetime, where they are so greedy. There's no way to change it this lifetime. Okay? Thầy nói con nghe này. Nhất nhiều trường hợp như vậy, cái kiếp này đó, họ lỡ kẹt cái vô minh của họ rồi, cái ngu si của họ rồi, thì họ không thể nào mà bớt cái lòng tham được. Có đúng. So what you do, thành quý vị làm cái gì? You give anyway. Thành quý vị cho, like Alan said, just give. Cho nó đi. Nó xin, cứ cho nó đi. Cứ đòi đi. Hả? Mình trả xong nợ, nó vẫn tham như được. Cứ cho tiếp. So let's say you pay off what you owe them before. Thầy trả con 1 triệu rồi. Con trả thầy 1 triệu rồi. Thầy vẫn xin tiếp như thường. Này con ơi con, tháng sau thầy hiền trì thầy đi, mà thầy cần tiền để xây cái mua cái tượng. Có 200 ngàn con ấy dễ lắm. Cho tiếp. Là nghe không? So for example, I said, you know, like I said, let's say that Lan owes me $1 million and she gave me $1 million back already, and I continue, I still ask for more. I say, Lan, you know, this month, tomorrow, Master Xian Chu is leaving Vietnam. He needs $200,000 to buy a new statue for the temple. Just give it to me. Thầy nói, thầy khuyên, con cứ cho thầy đi. Xong tháng sau thầy đòi thêm nữa, and then next month I ask for more. Right? Thầy tham vô đáy mà, phải không Quang Ngân? Guru Yin will tell you, Master is
greed is bottomless. Yes, Xian Chun? Cô thân hương. Thường lễ hội. Now Tin Xiang is objecting. Mấy người tiêu này, all these people of the same, they had speak the same Chinese dialect, by the way, they're ganging up on me. Cái người này, hội đồng này, có gì tốt nói không? Không tốt, tuần sau nói. I say, you have anything good to say? Say, yes, so nothing good to say, hold it until next week. Huh? Cái gì? They all gang in line. They all said, you are unreasonable. We give you all the money and now we're out of money. We have nothing left to do. I said, go to the bank and get a loan. And she says, you know, and she says, and what if next lifetime I go to Western Bliss Pure Land? Then you can't pay me back anymore. Bởi vậy mới là gửi tụi bay đi cái Tây Phương Cực Lạc. That's why I sent you to feel that. Yes? Probably those people I owe them. Những người mà đi đó chắc thầy nợ tụi nó. Probably I owe these people. Yes? Yes? Let me explain to you. Even if they're greedy, I would do like Alan said, keep giving. And if you don't have money, you give to whatever, okay? Wherever your mind feels inspired, okay? Cái người mình chỉ cho theo cái tâm mà mình hứng bao nhiêu mình cho bấy nhiêu. Mình muốn mượn tiền cho, đi mượn tiền cho luôn đó. Nó hay vậy, cái pháp bố thí nó hay như vậy. This is what's beautiful with the giving parameter, by the way. You feel like giving, borrow money to give, it's okay. That's what happened to the old nun, by the way. Cái bà hiền độ chuyên môn như vậy, đã không có tiền đi lấy hụi cho nó mượn. Bà khùng lắm. This old nun, when she doesn't have money, people ask her for money. She hid the money from the husband and goes to borrow the money, more money, and to give to the person who asks. Bà kể như vậy, bà chuyên môn không có tiền mà đi mượn tiền để mà cho người ta vay. Rồi sau người ta quỵt. And then they skip town on her. And case in point, Master Shinshu said, you know, they're talking about making a statue, and they said, and she talked to Master Shinshu and said, if the money is short, let's split. You know, you half and me half, and I get a loan. Bà tính chưa hụi, bà biết quen biết bao nhiêu cái chủ hụi. Okay. So the point here is that mình á, cái vấn đề thầy nói, ý thầy nói là người ta đòi, người ta lòng tham vô đáy, mình vẫn cho như thường, hết khả năng mà luôn. Go là hết sức mà luôn. Ok? Rồi đương nhiên mình bỏ nhỏ bà vợ trước mà nói là em chặn anh nghe chứ, đừng có làm quá lố. Mình phá sản đó. Phải không? Phản bác. Mình phải khôn. Mình hết sức của mình đâu, phải hết sức của vợ mình đâu. So I say that to the best of your ability, and I give you a small tip. You tell your wife first. I'm going to go all out, but you don't have to go all out. You can stop me anytime you feel like it. Okay? Right, Tony?
See, that's what you do. And that's called balance. Cái đó gọi là cái sự thăng bằng trong cuộc sống. Phải không là? Okay, nghe giáo lý, nghe chi lý quá, khoái quá. But you give. Con biết con cứ cho. Con biết sao? Cái cho đó, mình không bao giờ mất hết. Cứ mà con bố thí, cũng bao giờ mất hết con ơi. Mà nó làm lời cho mình. Khi mà cái tâm con sẵn sàng cho, nó chết với con. I advise you to give. Like our friend back there says, just give. You know what? You give the kind of mind, the receiver will have to pay you big time in the future. Trong tương lai nó trả mình chết luôn. Tại lúc trước thầy cho con mượn có 1,000 đồng. Mà vì cái tâm thầy á, con đòi thế mà. Hả? Nó thành bây giờ thành 1,000,000 luôn. Dễ sợ không? Cái tiền ra ứng ra có 1,000 đồng thôi, bây giờ nó thành 1,000,000 rồi. Vì cái tâm mình lúc mình cho đó, nó rộng như vậy, thành nó nhân lên. It multiplies when you have that mind of giving freely. Thấy lời dễ sợ không? Còn lời hơn là mua nhà nữa. Lời hơn là buôn bán nữa. Phản coi ngân. Mình đầu tư vào nhà đâu có lời như vậy đâu. 1,000,000 nó đâu có nhà nào mà nó lẻ như vậy đâu. I said, what kind of investment can you have when you spend 1,000 and you get 1,000,000 back? Because of your mind, cái tâm quý vị đó, mà cho một cách mà không có hạn chế đó, là họ chết với mình. Thì trong tương lai, mặc dù kiếp này á, nó có lợi dụng mình, trong tương lai á, nó rượt mình, lùng mình, nó trả lại cái đó. Bởi vì kiếp này con mà tới chùa gì vậy đó. Nó gọi là cao tay ấn đó. Cho đừng có sợ. Thầy nói là quý vị đừng, I say don't be afraid, just give, okay, to the best your ability, even more, okay, and then because of the mindset is such a big multiplier in the future, they will be grateful and they come and pay you back gladly. Và trong tương lai đó, vì cái tâm rộng lượng như quý vị đó, ok, họ tới đó, thiệt ra mình mới xài có 1,000 mà họ cúng mình 1,000,000 mà họ vẫn cảm thấy họ chưa đủ như thường. Dễ sợ không? Nhớ không Lan? Bây giờ con nhớ chưa? Quá ngờ. À, lễ hội. Mà làm tới kết cục rồi đó. Kết cục thì bà ta đi hứa cho em ta không biết một cái cầu hai cái giếng gì đó. Cho nên về cái bà bệnh. Bệnh người ta đang nằm như thế đó. Ta đi làm đâu có được đâu. Xong đó, bà anh giái bà rồi. Bà đi xong rồi bà đi làm. Mà xin cái tiền đi làm cái hai cầu đó bà chết. Rồi sao cái đó là bà chết cái mạng bao nhiêu. Cái mai cái tuổi. Rồi sao? Thì mình có nước uống được rồi, làm cái cầu đi qua cầu là vui được rồi. Kể bả chết kể bả nữa. Đúng rồi, tại biết, tại biết. Ừ.
Nhiều nít vậy đó. 600 mấy là hai ba đứa chứ mấy. Làm tới không có sức mà đi làm rồi. Ừ. Đây là xin ta lợi dụng bà ngay lập tức. Nè con, cái Phật pháp mình giảng, Đức Phật dạy là mình chỉ bố thí thôi, là mình có lời rồi, mình cần biết người ta biết ơn, mình cần biết nè, có lời gì mình cần biết, cái bố thí, cái pháp bố thí mình cho là mình lợi rồi. Thì khi cái tâm con cho mà con suy nghĩ nó lợi dễ sợ lắm, khoảng ngân đừng có tính toán. She says, you know, a lot of stories about people bust their butts working and donating things to people, and then people hear of that and they come and they take advantage of you, okay, nonstop. And I said, it's perfectly okay. If you give, you benefit from your giving. In particular, you give without any discrimination, without any thinking. Your multiplier is humongous. You don't have to worry about it. When you give like that, cái vị mà cho như vậy rồi, trong tương lai khi nó tới, ta trả lại cái vị đó, cái vị dễ bớt cái lòng tham, dễ sợ đó. Then you're so rich that you are not greedy anymore. Cái vị mà cứ cho một cách tâm vô tư như vậy đó, trong tương lai khi người ta trả lại mình, ta cúng dường lại cho mình đó, thì mình bớt lòng tham một cách dễ dàng nữa. Tại mình quá nhiều, đó, mình không cần. Đó. Con hiểu không? Giờ cũng phải riêng, gì con giờ la mà cho người ta, ta xin tiếp, ta mình cứ cho. Xong người thứ nhì xin tiếp, mình cho, người khác mình xin mình cho. Trong tương lai nó tới nó trả mình nhiều quá đấy, mình không tham nữa con ơi. Mình nhận mình tham, mình quá nhiều rồi. Cái người này, cái cảnh giới của cái người mà giàu quá đi, thành ra khi người ta đưa lại mình không tham. Dễ sợ như vậy, nó giàu ấn độ như vậy đó. Hiểu không? So I explained to her that if you keep on giving without thinking, it's very important, without discrimination, okay? Then you are so rich, you have so much, such a big multiplier in the future, the reward is so big, and you do it without thinking time and time again, this person, next person, that person, that person, even though you know full well, they're here, they're only taking advantage of you, doesn't matter, you give, right? The best of your ability, okay? You give. Maybe it's only $1, maybe it's $10. Nhiều khi mình cho 10 đồng thôi con ơi. Mà nó nhân nó thành 100,000 đồng. Dễ sợ như vậy đó. Cái tâm mình không phân biệt đó con. Đưa 10 đồng nó thành 100,000 đồng, thành 1 triệu. Nó khiếp đó. Cái tâm con như vậy, chỉ cho thôi. If you give with the mind, without any discrimination, you maybe be giving about 10 bucks to Master Shenhua. Okay? It happened to Master Shenhua, I don't even know it's him. Okay? And you give just $10, it comes back to you as $1,000,000. Yeah, ngài Tiên Hóa mà quý vị không nhận nó ngài, mà quý vị phát cái tâm mà cho ổng 10 đồng, thấy ông làm ăn mày, thấy nghèo tội quá, cho ổng 10 đồng để ông ăn cơm với Phi Sĩ Ca. Cho như vậy thôi mà đúng với ông Tiên Hóa nó một cái á. Là quý vị, cái phước báo của quý vị cả 1 triệu đồng luôn đó. Nó khiếp như vậy đó. So you keep on giving. Đừng có phân biệt vậy đó. Cho. In the future, they will come and look for you and pay you back. And you are so rich that they give you a red Ferrari or something. Well, you know, many more coming. Thành cái vị cho chiếc xe đỏ, thầy cũng tính bớ. Agree or disagree? Cái vị đồng ý là không đồng ý? Mình giàu nó, cái nhân cho mình tới là mình trở thành không thèm tham nữa. Đó trường hợp những người mà ngu si kiếp này đó, trong tương lai đó, okay, họ sẽ tự động, họ sẽ đổi. Tức cái nghiệp lực nó tuyệt vời lắm, cái quả nó tuyệt vời lắm, nó khai hóa người ta. What's beautiful about this process is called retribution, cause and effect. In the future, we're freedom from greed.
Yes? So Master Sientu says that that lady that Wuyin said earlier about she's build bridges and stuff like that, people still took advantage of her. He knows her personally in San Jose. And that's what she was. She didn't have much, but people took advantage of her. And then later they helped her out when she passed away. Okay. So the thing about this dharma, giving dharma, is that the effect on the receiver is that it helps a person be free from greed, anger, and stupidity. That's a beautiful thing the Buddha says. Cái này cái chuyện là mà Đức Phật dạy ra đó là khi mà quý vị bố thí như vậy đó, thì cái người mà nhận của bố thí quý vị bỗng nhiên ta phát được cái tâm bớt tham sân si. It's amazing, chuyện rất 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 là tuyệt vời. Cái pháp bố thí nó có ảnh hưởng tới người nhận như vậy đó. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. What if someone you don't recognize you and give you money? Happens to me all the time. Đối với người lạ mà mình biết mà tới cái đưa mình đưa tiền rồi sao? Thầy nói họ cái chuyện xảy ra cho thầy mỗi tuần. Okay. I don't know about you, but personally, in our world, when we take something, thầy biết cái vị sao cái thế giới của thầy nó khác cái vị tí. Our world is slightly different from yours. Cái cô hiền độ xong có đây thầy giảng cô biết những chuyện này, mới vào không biết những chuyện này đâu, học từ từ. Cái nghề người xuất gia đó 20 năm học không xong đâu, 30 năm học không xong đâu. The dharma of being left from person takes you 20-30 years to learn. Sao nói gì mà dễ sợ chứ. She said, Wuyin says she claims that she feels that if you give a lot to people, then you have all these blessings. Now you're stuck here because you need to stay here and reap all these benefits before you can leave. Nhổ nhen quá. I said, you are so petty. And Wuyin says she doesn't give because she's afraid she gets too many blessings and she has to sit here and receive all the blessings before she can go.
cái đó gọi là tiếc của. I call that you are stingy for your own possessions and your own blessings. Mình có mình không nhận mới là giàu, chứ còn mình có mà đòi nhận là đâu có giàu đâu. Có đâu, that's wrong. Going wrong. Nhớ, không có đâu, Don't worry, không có chuyện đó đâu con ơi. Ba xuân ước hả? Xong gì? Ôi, may quá, cảm ơn con. may quá. Ôi, may quá, mình ấy nếu mà lỗ 40 đồng á. Cảm ơn cô. Thầy giảng cho cô nghe. Đấy, quan trọng lên thì thầy nhắc không biết tại như vậy này. I let me remind you. Cái thế giới của chúng tôi nó khác thế giới quý vị. Our world different from yours. Yours like what Yin said. Cái thế giới quý vị là như cô còn Ngân nói đó. Mình được của mình phải hưởng nhưng thôi nó uổng. Ngộ Yin says, if I have what's blessings, I want to enjoy them. If, otherwise, I don't want to waste them. Right? Đó là your world. Thế giới quý vị nó như vậy đó. Right? If you be stupid, if you don't reap your rewards. Giống như đi mình dùng mấy cái đồ thẻ nhựa đó, nó lâu nó cho mình tiền thưởng đó. Mình không xài nó mất. Biết không? Các vị biết chuyện đó không? Thì cũng biết hết. Just like the credit cards, they get you 1% cash back or 2%, 5% cash back, whatever. If you don't claim it, you lose it, right? Đúng không? Okay, I understand that. That's why thành ra cô Cả Ngân nói đúng, mình phải hưởng nó thôi, mình phí uổng. So I agree with Yin in the sense, if you don't use it, you waste it. I agree. But that's your work. Cái thế giới quý vị như vậy đó. Okay, thế giới thầy nó sang hơn nhiều. Our world, we are much classier. We like waste, chúng tôi thích phí. Thẳng Quảng Ngân, kêu bạn với Quảng Ngân, chuyên môn chê thầy nó, thầy xài sang. Bây giờ thầy tức, bây giờ thầy tao mua đồ cũ không à? she's been complaining about that, she said, Master, it's too extravagant. She only buys good stuff. So you know what I do now? I go buy things on Craigslist. Thầy mua cái bàn để Quảng Ngân nhìn thấy, thầy bận tiện dễ sợ. Bàn nó nứt, nó nát, nó nứt tùm lum, nó lá, thầy mua. Đem mà để cái chân ngay cho Quảng Ngân ngồi đó. So what I did is recently, because I got tired of her complaining about my being extravagant, I went to Craigslist, bought this, you know, that things in front right there where she sits during lunchtime. She eats lunch right there on the weekend. Cuối tuần cô tới cô ngồi ăn trưa đó. Thầy đem về, thầy đổi đó ngay cái chỗ cô ngồi đó. So after I bought it, I put it right there where we would sit. So now she sits and the chair's uncomfortable, the thing's broken, and she's so impressed. She likes me better nowadays. Thành dạo này cô còn ngân hết thăng phiền thầy, nói ông thầy này chắc người đàng hoàng. Nhưng điều thầy nói con nghe, người xuất gia nó phí dễ sợ. Left from people, we are very extravagant. We don't want to claim our reward. Chúng tôi không có dành cái của đó đâu. Các quý vị cứ biết ngày tiếng nói, ngài nói quý vị tu đó, đừng có lãnh cái tiền về hưu. He says, if you're a left home person, my master says, hey Susan, what took you so long? I've been in trouble for the last hour and 40 minutes. Cái cô này cô tới trễ, thầy rầu cô dễ sợ, bị quay cả một tiếng 50 phút rồi. Ngẹn ngào. Bữa nay cái cô Lan làm khó dễ thầy quá. When today I feel so pressed. Cái người ngày thứ hóa ngài nói đó, ngài nói là quý vị mà về hưu đừng lấy tiền hưu. My master says, when you go, you retire, don't collect social security. Dễ sợ không? He says, don't collect social security. My master says, you monks should not collect social security.
Thành cách nào mà thầy về hưu được hết đó. À, ông sư phụ thầy cũng nói đó, quý vị người xuất gia đừng có lãnh tiền gì đó, tiền hưu bổng của chính phủ, đừng có lãnh. Thành như vậy kiếp này thầy phải đi làm cho tới khi nào mà bước vào cái hòm thôi. Thầy nói đừng có lãnh. My master says don't collect social security as left home people. Phí như vậy đó, con người tương tự phí dễ sợ không quan ngân. Còn dám nói là ngài Tiên Hoa là phí là không phí. You agree that it's extravagant, it's a stupid. Quý vị đồng ý là không đồng ý chuyện đó. Người xuất gia đừng có lấy tiền vừa hưu. Of course we don't collect food stamp. Đương nhiên chúng tôi không có xài. My disciple said, master, I can go apply for food stamps, you know, 3 năm trước. Kẹt quá. Trò thể nhìn thấy. You know, 3 years ago when I were in big trouble, by the way, 3 years ago. No one made any offering. Tuần tới mở cái thùng xương ra. Có được vài xu à. We open the donation box every weekend. Only a few pennies. Cái chỗ của quả ngân ngồi được 20 đồng. Where Guyin sits is 20 bucks. Here it's zero. Okay? So my disciple, he says, master, I can get food stamps. Cái ông thầy Mỹ, ông mới nói, thầy ơi thầy, con thể xin cái tiền để ăn của chính phủ được. Thầy nói không. Ông sư phụ tao mà chưa cho lãnh tiền hưu bổng, còn lãnh thành tiền đồ ăn, sức mấy ông chửi tao chết. I said, you can't do that. My master will beat me up. He won't even allow me to collect social security, let alone food stamps. Chết bỏ. Đói bỏ. Đói chết kệ đó. Người xuất gia vậy đó con. Mình phung phí như vậy. That's how wasteful we are. Tại sao vậy? Why? In our world, cái thế giới chúng tôi đó. Okay? In our world is different from yours. Chúng tôi nó khác thế giới quý vị. For you has you have to make you have to take advantage of while you can. Cái thế giới quý vị mà hưởng được thì cứ hưởng đi, chúng tôi phí nó uổng, không? Chúng tôi thì để dành cái phước đó để mà tu. For our world, we don't collect our blessings because we save it for our cultivation. Không có hưởng, okay? And in particular, nhất là khi người ta cúng dường mình nhận là mình phải tự hỏi mình làm cái gì để xứng đáng cái nhận này. Nhận cái này để làm cái gì đây? And particularly when we receive something, we ask ourselves, okay, are we worthy of this? Mình có xứng đáng là không? And number two, what do they want from us? Họ muốn cái gì đây? Mình làm cái gì để trả người ta đây? What do we need to do to pay off this thing? Number three, what did we do to deserve this? Cái đường thứ ba. Điều thứ ba là đã làm cái gì để mà xứng đáng nhận cái này. Thế giới chúng tôi như vậy. This is our world. It's different from yours. Chúng tôi nó khác quý vị xa lắm. Questions? Thành ra nếu như quý vị tu như vậy thì đời sau khi người ta đi tới cho quý vị dễ bước tham, bước sân, bước si, dễ sân. If you practice like that, in the future lives, in the future, when people come and make a donation to you, make an offering to you, it's very easy for you to let go your greed, anger, and stupidity. It's easy for you to become grateful. Đó cái vì dễ biết ơn người ta, dễ sợ. That's why. Cái pháp nó như vậy. Gia đình mình nữa, mình cũng không có xin tiền ở đâu. Tài gia thì xúi nó xin cúng dường được. Xuất gia rồi không được xúi nó nữa. So
When you're a lay person, you can tell your son, your daughters, go ahead and make donation at the temple. After you become a left-wing person, you can no longer do that. You cannot tell me. Mình nói không được. Nó phát tâm thì mình nhận. Nó không phát tâm, mình không nói. Mình cần, mình không nói. When they want to give on their own free will, we accept. We don't tell them, I need this, I need that. Đừng bao giờ mở miệng nói, tao cần cái này, tao cần cái kia. Cái đó là không phải phát người xuất gia của mình. It's not our dharma at all. We use whatever we have. Cái có gì mình xài đấy, mình không đòi người ta, không xin xỏ người ta, không nói người ta cần, cần này, cần cái đó. Không bao giờ hết. In our lineage, this came from my master, đây là cái pháp ngày tiếng hóa tu. Mình có, mình xài. Mình không có, mình im lặng. Mình nhịn. We spend whatever, whatever we have. We don't have it. We don't say anything. We get by. To make do without. That's our lineage. Cái dòng của chúng tôi như vậy. Okay? Cẩn thận chuyện đó. Từ từ đổi từ từ. You have to understand more and more. Okay? Question, ai thắc mắc gì không? Hết giờ rồi. Ngày hôm nay ít nhất mình tới được một đoạn, mình tiến bộ được một tí. Today I'm glad we did about 3 or 4 slides. Okay. Any final question? Ngày hôm nay có ai có thắc mắc gì cuối cùng không? Xin cứ biểu. Muốn hỏi gì hỏi. You can ask away if you wish. Ok. Con hiểu. Hiện bây giờ cái người xuất gia đó, con giúp gia đình con tốt hơn người mới cách không hỏi gì hết, thì nó mới phục cái Phật pháp của con hơn. Chứ còn hành động con thể nào là người xuất gia được, người tài gia được nữa. Là cần gì mình xin nó, nói gì mình khuyên nó đấy. Tại mình cái đó là mình cùng phe với nó. Mình gọi là khuyên nó bố thí để giúp đỡ cho nó. Bây giờ mình giúp đỡ nó một cách lớn hơn bằng cách mình không nói gì hết mà nó phát tâm nó làm, phước nó lớn hơn lúc trước nhiều hơn nữa con ơi. Lúc trước con mỗi ngày nó phải làm cái gì vậy mà lần khoảng chừng năm nó làm một lần, phước nó còn lớn hơn lúc trước nữa con. Khi nó phát tâm mình nói vậy đó, phước nó mới thiệt sự lớn. I explained to you. I explained to her. Before she encouraged her children to you know, it says, you know, the temple needs some tofu. Go get some tofu. And they run immediately and get 10 boxes of tofu. Okay? That's fine. Okay? Before, as a lay person, it's okay. But now, as a left home person, she cannot do that anymore. Why? Because her children can create many more blessings. Okay? Nowadays, by deciding to do themselves, maybe once in a blue moon, that blessings, when they decide to do it on themselves, by themselves, is far greater than her telling them to do it every day. Trước báo tụi nó lớn hơn nhiều khi nó tự phát tâm đấy, mình đừng nói gì. Mà cô như vậy, cái phước cô nó lớn hơn nữa. And then her blessing is greater too. Tại cái người xuất gia đừng có xin. Not from people. Don't ask. Then you have more blessings. Người xuất gia mà đừng có xin mới có phước tu. Người xuất gia mà ngửa tay xin nó là không có phước đâu con ơi, đừng có dạy. Let me teach you something about left home people. You left home people out there. If you left home person and you ask people for money for statues, for this and for that, your blessings run out. You cannot be a left home person. Đừng có xin. Người ta cho mình đừng có nhận còn tốt hơn nữa. They give, you don't need, don't take. Okay? Phải khéo léo con mới có phước tu. Đừng có dạy. Con không biết, tích tụ cái phước là con tu không nổi đâu. Ngồi thiền không có đi đâu đâu.
If you don't accrue your blessings properly, you cannot make progress. So can you see the difference between a left home person dharma and lay people's dharma? Quý vị thấy sự khác biệt, hoàn toàn khác biệt giữa cái pháp người xuất gia với tài gia không? Hmm? Big difference, nó khác nhau lớn dễ sợ. Con cứ biết 20 năm, 30 năm trước chứ chắc học không cái pháp người xuất gia đâu. Nó rất rất là nhiều. Nó thâm sâu dễ sợ. That's why you can spend your lifetime learning about the left home person's dharma. It's fascinating. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? And you do it, you know, and you execute it by doing, and not bragging about it. Mình làm thôi, không có nói gì hết. Người ta không hiểu kệ người ta. And the very important thing is that you do it. You don't explain. If they don't understand, they misunderstand you, it's okay. Người ta hiểu lầm mình, im lặng, mình nói vậy. Ta nói mình phung phí, kệ. Kệ. Người ta không cho, người ta giận, người ta không cho, nó kệ. Tốt hơn nữa, mình đỡ tốn phước mình. Hmm? So they misunderstand you, say you're wasteful, you're extravagant, don't say anything. And they stop giving you, it's even better because you're not wasting your blessings. You're saving and more. Then you can really do chan. Lúc đó mình ngồi thiền sướng lắm. Có lý không? Chứ mình lần đồ ăn ngon lắm. What are you doing with all the good food? Okay, thank you everyone. Let's stop here today. Ngừng lại đây. No, we do the transference. Ngày hôm nay chúng ta phải hồi hướng công đức vãng sanh. It takes about 8 minutes. Bỏ 8 phút.